giải cứu thanh niên rơi kẹt giữa hai bức tường nhà dân ở thành phố Hồ Chí Minh. Đến 2 giờ sáng ngày 29 tháng 11, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh, PC07 phối hợp với công an quận 4 đã giải cứu thành công thanh niên bị rơi kẹt giữa hai bức tường nhà dân suốt 3 giờ. Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 21 giờ 30 phút, thanh niên khoảng 30 tuổi với biểu hiện không tỉnh táo đi trên mái tôn căn nhà 4 tầng trong hẻm trên đường xóm chiếu, phường 13 quận 4 thì bị trượt rơi xuống khe hở giữa căn nhà, số C20 xóm chiếu và nhà liền kề phía sau. Nạn nhân bị kẹt cứng bên trong khe hở liên tục kêu cứu, nhiều người dân tìm cách ứng cứu nhưng bất thành. Tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh, PC07 điều động 3 xe chuyên dùng cùng khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với công an quận 4 để tiếp cận, giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt, do nạn nhân bị kẹt giữa khe hở quá nhỏ bản thân người này cũng không được tỉnh táo khiến lực lượng cứu hộ cứu nạn gặp khó khăn. Sau nhiều giờ thả dây xuống khai hở kéo nạn nhân lên không thành, lực lượng cứu nạn phải đập tường căn nhà số C20 sóng chiếu để tiếp cận. Nạn nhân sau đó được giải cứu ra ngoài an toàn và được lực lượng y tế hỗ trợ sơ cứu vết thương. Trước đó, hồi giữa tháng 6 vừa qua, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 10, thành phố Hồ Chí Minh cũng giải cứu thành công một trường hợp tương tự tại căn nhà số 105 đường Ngô Quyền, phường 6. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh Hát, 32 tuổi, bị lọt vào khe rộng khoảng 35cm giữa hai bức tường của căn nhà số 105, có 3 tầng và 107, có 4 tầng và kẹt cứng. Sau gần một giờ triển khai các phương án, nạn nhân đã được cứu ra ngoài an toàn và chỉ bị xây sát nhẹ.